Nhắc đến kính ngữ thì ai cũng sẽ hiểu được rằng là chúng ta sẽ sử dụng khi mà mình nói chuyện và giao tiếp với những cái người lớn tuổi hơn mình, hoặc là những cái người mà có cái địa vị, cái chức vụ lớn hơn mình trong công ty hay là trong xã hội. Tuy nhiên có một cái vấn đề đặt ra là đó là nhiều khi chúng ta hay nhầm lẫn giữa ba loại kính ngữ trong tiếng Nhật. Nếu như mà dùng ở cái dạng tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ thì rất là nhiều người đang không biết phân biệt khi nào thì là mình dùng tôn kính ngữ và khi nào thì là mình sẽ dùng khiêm nhường ngữ. Có một cái cách nhớ vô cùng hiệu quả mà mình vẫn thường hay áp dụng và chia sẻ với lại những cái bạn học sinh của mình. Đó là khi mà mình muốn nói và miêu tả về những cái hành động của người khác lớn tuổi hơn mình, có cái địa vị hoặc là cái chức vị trong xã hội lớn hơn mình thì là mình sẽ sử dụng tôn kính ngữ. Còn ngược lại, nếu như mà mình muốn nói và miêu tả về hành động của mình đối với lại cấp trên hoặc là cái người lớn tuổi hơn mình thì mình hãy sử dụng dạng khiêm nhường ngữ. Lý thuyết thì nó là như vậy. Tuy nhiên trong thực tế khi mà mình nói chuyện và mình giao tiếp với lại người Nhật, mình rất là hay bị nhầm giữa tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ. Nên là cái cách duy nhất để giúp cho các bạn có thể thành thục và sử dụng nó không cần phải nghĩ ngợi gì cả, đó là chúng ta phải luyện tập và nói ra miệng một cách thường xuyên. Ngày hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một cái đoạn trích dẫn mà mình luyện khiêm nhường ngữ với lại cô người Nhật. Khi mà nói chuyện với cô trong cái quá trình học thì mình thấy rằng là mình đã bị nhầm rất là nhiều giữa khiêm nhường ngữ và tôn kính ngữ. Có nghĩa là phải sử dụng khiêm nhường ngữ, mình lại đi dùng một cái từ gọi là tôn kính ngữ. Thì cái cách duy nhất để cho chúng mình có thể luyện tập đó là mình sẽ nhớ và lần sau mình sẽ không lặp lại nữa. Thì khi mà học giao tiếp hội thoại 1-1 với người bản xứ thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái vòng lặp phản hồi. Có nghĩa là khi mà bạn nói ra thì sẽ có một cái người đứng ở bên cạnh để mà chỉ ra cho bạn là bạn đang nói sai, bạn đang nói không đúng. Thì ngay lập tức mình sẽ sửa lại và nó sẽ tạo thành một cái vòng lặp phản hồi. Và thì cái việc này rất có tác dụng để giúp cho các bạn có thể ghi nhớ được một cách sâu sắc hơn và có thể vận dụng nó được vào trong thực tế. Tiếp tục giống như là các cái video lần trước, mình sẽ chia sẻ một cái phần ở trong cái nội dung của cái buổi học và sẽ cùng với các bạn luyện tập. Và chúng mình hãy để ý một số các cái comment mà mình đang để ở trên màn hình để giúp cho các bạn có thể học và luyện tập được tốt hơn nhé. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. では今回のテーマ 簡単に挨拶する謙譲語で言ってみましょう。 1番 手伝います。 お手伝いします。 手伝いします。 お手伝いします。 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 はい、 2番 先生からペンをもらいました。 先生からペンをいただきました。 先生からペンをいただきました。先生からペンをいただきました。先生からペンをいただきました。はい、 3番 社長のカバンを持ちます。社長のカバンをお持ちしております。しておりますだと今まさに持っているような形になるので、そんなに言葉を つけなくていいですよ。社長のカバンをお持ちします。社長のカバンをお持ちします。先ほどおっしゃった社長のカバンをお持ちしておりますだと、例えば今何してるの？今社長のカバンをお持ちしておりますっていうような感じです。使い方としては。進行、現在進行形という感じですかね。お待ちしておりますとかね。そういう言い方で使いますね。 4番 よく気をつけてください。ここ明日もここに来ます。明日もここにいらっしゃいます。ああ、惜しいですね。ここ、ここには何て言いましょう。<笑>あ、どこちらにいらっしゃい。はい、参ります。<笑>参りますか。はい、いらっしゃいますだと尊敬語になっちゃいますよね。自分が来るので、そうですね。 の行動ですから、そうです。謙譲語なのでね。明日も、でも明日は OK ですね。明日もこちらに参ります。明日もこちらに参ります。明日もこちらに参ります。はい。 5番 使い方について説明します。使い方についてお説明します。 ご説明します。はい、ご説明とは言わないですね。はいはい。ご説明。使い方についてご説明します。使い方についてご説明します。
使い方についてご説明します。使い方についてご説明します。6番、先生に国のお土産をあげます。先生に国のお土産を差し上げます。先生に国のお土産を差し上げます。先生に国のお土産を差し上げます。はい、差し上げますは与えるとかやるあげるねの、謙譲語ですね、はい、覚えておいてください。はい、7番、先生に会いました。これちょっと言葉が変わりますよ。あ、お目に、はいはい、お目にかかります。はい、正解です。お会いするでもいいんですけど、お目にかかりましたが、やはりね、丁寧ですね、すごく。先生にお目にかかりました。先生にお目にかかりました。先生にお目にかかりました。先生にお目にかかりました。はい。8番。ここもね、いくつかあります。田中さんに会って、新しい契約について話しました。田中さんにお目にかかって新しい契約についてお話ししました。はい、正解です。パーフェクトですね。田中さんにお目にかかって新しい契約についてお話ししました。田中さんにお目にかかって新しい契約についてお話ししました。新しい、今ね、新しい契約って言ってたので、契約、契で上がってください。新しい契約についてお話ししました。新しい契約についてお話ししました。もう一度いきます。田中さんにお目にかかって、新しい契約についてお話ししました。田中さんにお目にかかって、新しい契約についてお話ししました。はい。Và đó chính là một trong những cái nội dung mà mình trích dẫn trong cái khóa học hội thoại giao tiếp 1-1 với người bản xứ ở bên mình. Cái nội dung của khóa học mình đang học đó là luyện tập tiếng ngữ trong công việc và cuộc sống. Thế nên là nếu như mà bạn nào đang muốn cải thiện cái khả năng kai hoa hội thoại giao tiếp của mình liên quan tới các cái lĩnh vực trong đời sống cũng như trong công việc, rồi kính ngữ cũng như là IT Computer, thì hãy đừng ngần ngại liên lạc với mình qua fanpage Học Tiếng Nhật của Mao nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Jenny!